Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là cho trò vui tuyên quang, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của vương quốc Lankoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã đánh đến cái vùng mà bắt đầu tấn công hai cái cánh quân, một cánh phía nam thì đánh sang đất của Tây Ban Nha rồi, và cánh phương bắc thì bây giờ mới đang tiến lên nước Anh, và còn hai cái vùng này nữa này. Nhưng mà mình đang để lại bởi vì là mình đang cần ổn định cái vùng lãnh thổ này đã. Vùng lãnh thổ này thì nói chung là nó chưa yên được. Nói chung là mình bây giờ mình đang phải phá để xây các cái công trình vệ sinh, trị an nọ kia. Nói chung thì cũng khá ổn thôi, không có vấn đề gì lắm, nhưng mà hơi vất vả đấy. Cần cái thời gian trị an nó khá lâu. Nói chung thì bây giờ chiến dịch của chúng ta chỉ cần chiếm, chắc là mình đây chiến thắng quân sự thì chúng ta chỉ cần kiểm soát 60 tỉnh bằng quyền trực tiếp thông qua chư hầu hoặc đồng minh quân sự, hoặc là 60 thì mình đã kiểm soát được 49 rồi, thì có thể mình sẽ bắt theo kết đồng minh với vài thằng nữa là được. Kể ra thì mình kết đồng minh với mấy thằng đảo Anh này cũng được đấy chứ. Mình đỡ phải chiếm, nhưng mà chỉ sợ mấy thằng Anh thì nó hay làm loạn lắm. Mấy sứ gô này thì mình sắp mất hết đất ở khu sứ gô này rồi. Thì mình khôi phục lại cái vùng này thì chắc là đủ rồi. Để cho cái thằng hung nô nó đốt gần hết đất của thằng đệ mình. Đây. Nó đốt hết cả khu này, đốt hết khu này rồi. Bây giờ khu này nó còn hai thành này nó đốt nữa. Ây, khổ thật. Mình không tuyển được đội lính kiếm của La Mã nữa rồi. Mày chịu thôi, biết làm sao giờ. Sao lại có cái hạm đội ra tận đây được nhỉ? Sao lại có tướng ra tận đây được nhỉ? Có thể mình sắp tới mình sẽ phải thanh lý một loạt các cái tướng đi ấy. Cho nó về thành nghỉ thôi. Để tập trung quyền lực vào tay các cái tướng lĩnh của phe mình. Nếu không thì có thể mình gặp nguy hiểm ấy. Cái quyền lực của mình hơi nhỏ. Ôi, cái lượt này chắc không việc gì làm đấy. Chắc là qua lượt đấy, để xem tình hình tiếp theo thế nào. Kinh tế của mình bây giờ nó cũng hơi củi. Mấy cái thằng này mất hết thành trì rồi mà vẫn đi đánh nhau tốt nhỉ? Phá hoại đất của mình vẫn gớm nhỉ. Để ra mình bắt mấy thằng này làm chư hầu thì hay hơn nhỉ? Hiệp ước hòa bình à? Nói chiến tranh hung nô, mình hòa bình mới nói. Mình không thích hòa bình. Thích duy trì một cuộc chiến liên tục. Ôi giời ơi, anh dợ này, anh cho quân chạy vào góc này. Ở phía nam thì thằng châu Phi đang chiến tranh mình, nhưng mà nó cũng không dám đưa quân lên. Nó cũng biết sợ hãi. Anh hung nô thì anh ấy đốt khắp cả thế giới rồi. Sợ thật. Đang thời kỳ huy hoàng của hung nô.
Chắc nó đốt lốt thằng siêu gỗ của mình. Xong là hết. Rút quân về cứ à? Thấy nó đứng ở trên đất của mình lâu lắm rồi. Vì nhờ trung thành của chúng nó cứ giảm ầm ầm thế này. Nhất là mấy thằng con ông cháu cha này còn chúng hay còn dám nữa thì chính khách thì mình không quan trọng lắm. Tướng này ngay cả mấy thằng có đông cháu cha này nó cũng là thích tầm loạn à. Đông quân về nhỉ? Sửa lại cái công trình này. Thằng chị An nó lên đấy. Hết lương thực đó. Thôi, có điều kiện thì xây sau, còn những cái vùng nào nó ổn định rồi thôi. Vùng nào chị An đó, đây và đây. Còn những vùng kia nó khá ổn rồi thôi, từ từ. Chưa có điều kiện để xây dựng, tiền nó không có nhiều. Xây các công trình vệ sinh đảm bảo an toàn ở vùng này. Bây giờ đánh chiếm nốt hai cái tỉnh này. Chị An nó vẫn đang tụt này mà đánh chiếm thì dở. Đóng quân như thế này mà nó còn tụt. Đến hai quân đoàn đóng nó còn đang tụt. Đang quảng bá cái tôn giáo của mình. Phạt một chị An à. Phạt một chị An thì phạt. Thanh niên này cho một quân đã chuẩn bị đánh trận rồi. Có thể mình sẽ điều thằng này sang bờ biển bên kia để chuẩn bị tấn công. Mấy thằng con ông cháu cha này không cho đi đánh trận là dễ làm loạn. Con ông cháu cha này. Ơ kìa. Hết tiền rồi. Xây cái gì mà lắm thế nhỉ. Mua quân đã. Mình xây những đâu nữa mà tốn tiền hết nhỉ?
Thôi không cần quảng cáo vội. Lương quảng cáo tốn tiền quá. Vừa mấy lương thực nó cao rồi, không cần quảng cáo. Lương cái này tốt hơn này. Quánh nhau thằng này phát xem nào rồi. Chạy à? Xem cái địa hình này. À tốt. Địa hình này ăn được. Có một cái xe bắn đá, một đội kỵ binh. Nhưng mà kỵ binh của nó là sốc kỵ. Chắc là mình phải chơi bọn kỵ binh đấy của nó. À không. Bốn lưỡi cung thủ. Sương mù à? Mưa. Địa hình rất là quái quăm. Mấy lính long bè này đứng đằng sau này là thoải mái không phục. Tầm quan sát chiến dịch của pháo mình. Chưa bắn tới à? Chạy quá nữa là tới mà. Nó đi một tí nữa là tới. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tăng tầm quan sát lên. Kể ra đánh trên đồng bằng này chơi nhiều kỵ binh hay hơn, có vẻ tốt hơn. Phá khẩu pháo ở đó chứ. Bộ binh ở đó chất quá. Bắn súng anh nhờ phát nào. Hay quá, hai khẩu. Hay quá, một phát nữa. Còn một khẩu này nữa.
bon. Nó bắt đầu bắn tên rồi. Càng tên cho anh. Không được để con ngựa của nó áp sát quân của mình, không được chết đấy. Rùa luôn tầm xa của nó. Ngựa nó không dám đuổi à? Ngựa của nó ấy. Sợ gì? Riêng kỵ binh New World Strike không phải sợ nhá. Sao chúng mày áp sát chưa? Longba Swordsman. Ở đây có một thằng rìu. Lên ngay. Kill kill kill. Lã là tướng của nó. Ít sợ lắm. Longba Swordsman đã lên rồi thì ít sợ lắm. Đừng mua với Longba Swordsman. Mình nghĩ có lẽ mình nên tăng lực lượng kỵ binh lên. Mình thấy kỵ binh của mấy anh dợ này ở trong bản Rome 2 thì mấy anh Noble Horse này cũng mạnh mà. Đúng rồi. Anh Longba Swordsman này chém rồi. Một mình anh xông hẳn lên đây kìa. Đẩy đội hình lên. Đẩy đội hình lên. Đẩy đội hình lên. Chúng nó tan nát. Nhấp nháy tinh thần. Sốc cho nó phát à. Đội hình kim cương sốc cho nó phát. Ôi sốc trên như này mà từ trên đồi xuống thì hay phải biết. Nó đang nhấp nháy tinh thần nữa thì chẳng nạn. Thôi không bắn nữa. Kẻo lã chết mất mấy thằng long bè của anh. Mấy long bè nó nổi điên rồi. Kinh quá nhờ. Tướng của mình oánh trận quá. Nếu bây giờ mình bỏ mấy thằng kiếm đi thì công thành mình sẽ cần cái đội hình. Nếu bỏ kiếm đi phải thêm hai khẩu pháo nữa thì mới được. Ready for battle. Truy sát nó đi. Truy sát nó luôn. Truy sát nó luôn. Move out. Ready for order. Oh, đầy quân luôn này. Vãi thật. Thằng này đâu rồi? Xuống đây. Đắt phết nhỉ? Bậc thầy giáo binh Jack Manic đắt phết. Chó này. Nó nuôi chó à?
thằng ở phía bắc này à. My time is better spent feasting and hunting than listening. Ơ mình có thể chơi với một thằng nào nhỉ? Mặt nó vàng vàng này. Welcome, honored emissary. Speak, and I will answer. These swinish people. Đề nghị tham chiến chống lại thằng này. Ok. Cho mày tí tiền nữa xem nào. Giao thương mình sẽ có thêm được khá nhiều tiền ấy. Các bạn là lúc đầu mình đập nó ác quá. Nó còn một cái làng duy nhất ở đấy à. Quân đoàn này phun máu luôn này. Mình thử chơi một cái quân đoàn mà không dùng lính La Mã thì như nào nhỉ? Bây giờ mình có xe bắn đá đời cuối rồi thì có khi cũng không cần thật. Ready for battle. Warriors, oh. Mấy thằng này đứng gác đây à? Không dám vào à? Quyền lực của mình đang suy giảm ác quá. Mấy thằng này nó khôi phục lại nhà cửa nó ở phía ở chỗ đất của thằng Sugo à. À cũng tốt để mình lại chiếm luôn. Anh đang cần đất này. Mấy vùng này mãi chưa ổn định được này. Bọn này nó vác quân đến cổng nhà mình đông thế. Ô ô ngọt. Ngọt. Tự dưng vác quân đến đánh mình ấy. Ô ngọt thật. Xem nào. Ồ cái thành. Chẳng mấy khi được trận phòng thủ tuyệt thế nhỉ. Ôi nó có kỵ binh à pháo à. Hai khẩu pháo. Thôi được à. Chả mấy khi Long Ba lại được thủ thành. Nhưng mà mình lại không có nhiều lính cung lắm nhỉ. Ai nói lắm với bọn Viking như đó. Lùa để bắt mấy khẩu pháo nó đã. Long Ba Swordsman. Bọn này ăn làm sao được. À lính kiếm của mình. Lấy kiếm của La Mã cũng có thể đứng trên bánh như này. Cái con đá nó đâu? Đây à? Trời lại còn mưa này nữa. Sao lại đánh nhau vào trời mưa thế này? Chết chả được tung thủ của mình thương nặng quá, chưa hồi hết. Defensive positions. On watch. Legio, cover the defenses. Mấy thanh niên này đứng ở giữa thành này. Làm sao mà phải gào lên thế? We'll kill them all. Fearless warriors. Skillful now. Lombard swordsmen. Gì chứ mấy thằng này làm sao chặn được cái phá được cái cổng này của mình? Get your shields up.
gác thành có cả mấy thằng cho mấy thằng này gác thành cả đấy. Ở bên này nó chỉ cần có một thằng đội là được. Cổng này nó bé hơn này. Shield wall! Group and ready! Shield wall, now! Quân dự bị này. Dự binh nó hay vào bên này. Put up the shield wall! Cho mấy thằng dìu ra đây trước. Cho nó đánh trận trước. Mấy thằng này nữa. Long Be chỉ vào khi cần thiết. Battle ready and eager! Long Be chỉ vào khi cần thiết. Understood. Battle group awaiting your order. Đó, tắt fast wheel này. Rồi, vào đi cu. Pray to the gods we may hold these walls today, for if the enemy scales them, then it will make our task almost impossible. Stand fast. Bắn được à? Enemy reinforcements approaching. Bắn xa phết nhỉ? Kệ, chủ yếu mình. The enemy has been spotted. Đâu, quân địch. Nó tiếp viện nữa cơ mà, trận này có 3 quân đoàn của nó. Pháo của nó còn xa, chưa bắn được mình đâu. Cho nên nó tập trung rồi đấy. The tower is nothing but ash now. Để bỏng ra đằng này. Bắn cung nó bắt đầu bắn được rồi. Binh nó tập trung vào dã cấp tập rồi. Chết nó mới thầm. Úi dồi, một quả đạn đi một lửa đội hình luôn. Đánh vào đây. Một quả đạn thôi nó đã nhấp nháy tinh thần rồi. Gì chứ mấy con. Nó vào từ cổng bên kia đấy. Rồi. Lượt đạn thứ hai. Thêm một lượt nữa. Đi lát hết đội gì của nó. Rồi. Mấy thằng dìu rồi. Còn những thằng khác có không, không quan trọng. Rồi giết thằng này cho anh. Giã nát bọn dìu của nó là được. The enemy have rallied their units. Oh.
ôi tuyệt thế. Úi, trên tường nó bắn xuống nữa, bọn này lát luôn, nên chưa đến nơi đã chết gần hết. Đông lắm nhỉ. Cái bên này nó lát hết rồi. Nó còn có thể vào từ bên nào đâu nhỉ? Vào cả hai từ bên kia. Độ gắn kết chống kỵ binh và chống voi à? Giờ thì nó chào con voi, chào con voi này. Kệ. Giết tướng nó này. Đánh nhau với mình liều vãi cả trưởng. Mày ỉ với có mấy anh Viking à? Cùng là hết tên. Cái bên này toàn lính tầm xa rồi, chuẩn bị. Vào phát là úp luôn, cho nó vào sát sát nữa. Chạy hết rồi. Cướp Viking ấy. Cướp Viking. Chạy hết rồi. Ui đi cười, chúng ta đang cháy à. Đẩy cái đội hình của nó lên. Đó, làm sao được đó.
la escudo de la... Giết mình từ cô quân nó bên này đông thế nhỉ? Có vẻ là chúng nó cũng nhiều quân nữa. Từ đó có thể nó còn tiếp viện, nó còn phải xe bắn đá nữa cơ mà nhỉ? Đấy, đây này. Chờ tí xíu đó, cho chúng nó vào đã. Cho nó chết rồi. Búp tinh thần cho binh sĩ bên này. Bên này thì cổng bên này ngon rồi đúng không? Bắn vào tận đây kìa. Còn hết rồi, đi hết cổng này không? Không dại gì mà đánh nhau cả, mình nó vẫn vào kìa. Nó khỉ thật. Nó bắn đạn cầu vồng à? Thủ chắc lắm. Chưa có dấu hiệu gì là nó có thể ăn được. Chưa có dấu hiệu gì là nó có thể ăn được. Tấn công ở đây. Dấu hiệu gì là nó ăn được. Từ đã dàn lại đội hình. Nó sang hết cổng cái kia rồi. Bắn trúng tên kinh quá nhỉ. Cánh bên này chắc là không còn được. Sao đốt mấy con ngựa nó vào phát đấy. Rồi mình quậy bọn tâm xa. Ôi cổng này. Mấy long bê của mình ấy, sẽ ở đây thì bọn nó dẹo luôn. Ăn làm sao mà được. Thế mà bước tiếp tinh thần của sĩ đây. Có đẹp tớ lắm. Rộn mưa tên vào đây cả. Đây con đá xoay xong chưa? Bắt đầu lá đạn rồi. Không lá xa được. À, bắn cháy xe bắn đá mình đấy. Hồn phết. Còn một cái xe bắn đá đâu mà.
À, bắn tên lửa. Tên lửa và xe bắn đá của mình. Nó ở tầm này nó không quan sát được. Chó này bắn được này. Được cái binh rồi. Lúc làm việc rồi đấy. Nó còn quân nữa không nhỉ? Vẫn còn chó này. Thật cái binh của mình không ăn được chó. À, cái gì mà nó lắm chó thế? Cho pháo lã vào chỗ này thì cũng được, nhưng mà sợ nó không trúng. Trời, lúc mấy con chó này nó vào đấy. Ôi, nó còn còn quân nữa đâu. Tướng của mình vẫn bút tinh thần nhiệt tình cho quân đội này thì sợ lắm. Ngán mấy thằng chó lắm, chó nó. Trận chiến đang chiến. Quân sang bên này. Anh già. Còn cả lắm chó thế. Mình thì lại rất sợ chó. Vệ binh của mình cũng ăn được chó rồi. Đây 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 đây, bắn bọn này. Chó thì nó chỉ lùa được cái binh của mình thôi mà. Ôi, cái binh vẫn còn vào rồi. Càng, 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 càng. Sao tòa này bị mất đội hình này? Hết đạn dược. Xoay bắn đá nó đây rồi. Chả biết nó còn quân nữa không. Không sao, tướng của chúng ta còn đây, cứ bút tinh thần cho binh sĩ như thế này, quân nó đánh còn khỏe chán. Ô, con mình chết nhiều quá nhỉ. Mình thật, cái kiểu này mình ghét nhất mấy con chó này thôi.
còn những cái lính khác thì mình không sợ. Hết quân xong này. Bộ cung vẫn bắn được. Ôi, cái bàn đá tiếp ra đây. Bắn hết tên. Một cái nó bắn tên cổ vòng, cũng chả ăn thua. Vào à? Đánh xong trận này thì chắc là chúng nó nát luôn, chắc hết quân luôn. Quá tuyệt. Nó có bọn Viking mạnh thôi chứ còn bọn lạ gì cơ. Nhảy hết rồi. Tướng quân nó tử trận. Mất tinh thần hết rồi. Tụi binh của mình rồi. Đây đây. Khả năng nó sẽ mất tinh thần hết chỗ này. Ok, quân của mình ra tận đây rồi kìa. Đây rồi, bút tiếp tinh thần của binh sĩ đây. Bộ ngựa của mình sẵn sàng lùa lắm rồi. Mấy thằng dìu này là xong. Tiến lên. Chúng nó tàn rồi. Áp sát cho nó. Xông lên, chém luôn. Ái già, kiểu quốc Viking mà mạnh lắm rồi. Ồ, bọn Viking. Nó mất tinh thần đấy, nó mất đồng loạt rồi. Chạy đường nào.
Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đè cho nó đi. Gì rồi? Không phải chém. Cái chiến binh Kodan nó là tiếp tục. Người sói nữa. À, xong rồi, xong, 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 chạy hết rồi, chạy hết rồi. Đội cứu binh rồi, lùa. Đoàn quân lùa. Đi lùa bọn này, không để chúng nó chạy thoát. Cả gan tấn công anh cũng rồi. Trời mưa. Hi, mấy cái gậy. Cứ bên nhau ơi. Xe bắn đá bỏ xe để đi cả. Thôi rồi. Một chiến thắng anh dũng là điều đương nhiên. Còn một đội Viking. Ồ, bọn này nó vẫn còn nguyên quân. Nó mới bỏ chạy thôi. Bổ sung 20% lực lượng. Nó lại hồi được quân rồi. Biết thế truy sát thêm lúc nữa nhỉ. Dám bướng với anh. Bướng với đại tướng. Khỉ thật, mấy thằng hung nô nó lại trèo sang đất mình làm gì đấy. Ký hiệp ước không xâm lược. Bình tĩnh đi. Mấy thằng này hung nô nó sắp đập chết đến nơi. Chưa thuyết phục được hung nô nó chiến tranh với Sassanid nữa. Phải thuyết phục được hung nô. Chiến tranh mình à? Anh đang cần ôi bổn phận với gọi một tướng đã ra đời qua đời rồi. Đô đốc à? Một đô đốc qua đời. Quyền lực lên 20 rồi, đang tăng dần đấy. Khỉ thật bọn này. Chính khách. Chính khách thì kệ à.
khỉ thật nhỉ. Bổ nhiệm cho con ông cháu cha mấy cái thằng lên chức vụ này nè. Cho nó mấy cái chức này không kiểu nó làm loạn đâu. Lên đến 20% rồi. Tăng dần rồi, không sợ. Sao mày thích đánh nhau à? Có ngay. Tưởng gì chứ đánh nhau là chuyện nhỏ. Cái này thì chúng ta chỉ việc đâm hút thôi, chả đánh làm gì cả, nó toàn đánh speed. Chả được việc gì, chúng ta có quá nhiều thuyền đâm hút luôn. Yes. Your orders. Going aport. Thực ra mình đánh tay chắc mình không thiệt hại bằng như này. Thằng này giỏi thế nhở, vừa được cộng thẩm quyền, vừa cộng xảo quyệt. Mỗi tội lấy con vợ ngu quá. Ngon thì vào tiếp đi. Thằng nào vào nữa không? Ôi ôi, cả cá tốn thực thế. Thôi. Ready for battle. What would you have of me? Are you sure? Vẫn đông quân vết nhỉ? Vừa đánh trận xong, tan nát. Tăng bẩn thỉu thì không nên. Chỉ một. Bổ sung thêm lương thực. Thôi từ đã. Chưa đánh vội sang đất của thằng con sông làm gì. Bởi vì mình còn đang cần giải quyết khu vực phía bắc ạ. Finding shelter. Thirsty for battle. Warriors all. Call this a garrison. Cái quái nào mà di chuyển được ngắn thế nhỉ? How can I assist you? Messing with the enemy. I have seen it done. Và nó không di chuyển được à? Trừ 105% là đứng im tại chỗ luôn. Chỉ gió cái thằng này cướp bóc trên đất của anh. Oh no. Thôi, ông đệ mình tập tập xác định là xong. Đây còn một thành duy nhất này. Đây rồi, vùng này bắt đầu tăng trưởng trở lại rồi. Xây tường thành lên cho nó chắc. Khỏi thằng nào động đến. Vùng này. Vùng này. Chỉ 4 lương thực, bị phạt một chị An.
vẫn âm à? Qua lượt nữa cho chắc cờ nhỉ. Dù sao mình chưa triển khai quân ở đây, cánh đấy cứ từ từ á. I am a priestess of the old ways. Cơ hội giết chết mục tiêu, cơ hội thu phục mục tiêu. Một lượt nữa có xe bắn đá. Vác sang đây đập hết bọn này. Láo này. Vác quân đứng nhà anh để làm loạn này. Vùng này lên tường thành phát nữa là êm. Đúng rồi, mấy cái vùng biên giới này mình cho lên tường thành hết lên là được. Đô đốc rồi. Sáu tuổi. Fleet ready. 20% quyền lực. Giỏi, vào đánh nhau tiếp đấy. Thằng này nó làm gì còn cái thành nào nữa đâu mà nó vẫn chạy lông nhông mình à? Rồi, rút quân hết chứ làm sao dám đứng trên đấy nữa, tuổi gì đứng. Mình cho nó một phát mà tê liệt không thể di chuyển được nữa là mình diệt luôn cái đơn vị quân này của nó. Mấy thằng spy nó rất mạnh ở cái khoản đấy. Hung nô nó diệt xong bọn này mình phải gạ nó đi đánh nhau Sassanid lên. Nó đốt đốt chưa? Khiếp thật, hung nô nó chạy kín đất nhà mình luôn. Các anh ấy cứ như là lực lượng bảo an Liên Hợp Quốc ấy. Giảm trung thành nhỉ. Bị thật mấy thằng con ông cháu cha. Này, cho mày chức vụ. Đô đốc 22 tuổi. Mình 6 tuổi. Quyền lực lại bị mất xíu rồi. Lại phải đi đánh trận rồi. Làm nào gạ gẫm nào không nô rồi. Thằng khỉ ấy. Aidan, Kishitan. On the move, lads. Ready for battle.
chưa xây dựng được hết cái vùng này lên cả. Chưa xây dựng được hết cái vùng này lên. Ready for orders. Set up a watch. For the tribe. Thế mà không thành công. Thành công có phải ngon không? Thiếu đơn thật. Thiếu vệ sinh nhỉ? Răng căng phết. Ôi, đây còn một thành nữa à? Phải đốt thì đốt lốt đi. Hạm đội này sẵn sàng xuống dưới này không? Phía trên an toàn này. Dị giá Germanic mới được có 4%. Chị An thì chưa tăng được. Tấn công cái thành này trước nhỉ? Tấn công cái thành này trước. We take this settlement for the tribe. For the tribe. Đền thờ Godan. Godan. À. Sửa đi để dùng. Nhiều cái dùng được, hai cái này bỏ thôi. Nhiều cái dùng được. Đợt sau có nổi loạn ở đây rồi. Toàn này nó nguyên 3-4 quân đoàn đóng đây kìa. Căng phết nhỉ. Ready for orders. Ready for orders. Bọn này thì nó không dám tấn công đây rồi. Attack. Get moving. I want hourly patrols. Warriors all. For orders. Tướng gì mà cùi thế?
nâng cấp mấy cái vùng này lên đã, xong rồi dẹp luôn mấy thằng tướng này đi được. Cho nó đến tường thành cấp cao cao xíu là dẹp được rồi. Vùng này mới có 30 lương thực. Thiếu lương thực ghê nhỉ. Quần chúng hăng hái. For the tribe. Có lực lượng nổi dậy rồi kìa. Chị ăn cái vùng này nó chết lắm. Mỗi một con thuyền cối này thì làm ăn gì? Cho bọn này nó thành bọn du canh du cư luôn. Không dám tấn công mình. Cho mấy thằng thầy tu đi tấn công. Lên tường có tháp canh phát là xong. Chúng nó không đánh được. Lên tường thành phát là chúng nó thua. Xem nhiệm vụ của mình còn nhiều không? Đốt cái thành cuối cùng của thằng đệ mình rồi. Vừa xong. Thế là xong. Bây giờ nó chuyển hướng sang chỗ khác à? Tốt rồi. Gạ nó đánh nhau với Sassanid nốt để mình yên ổn chỗ kia. Mình giải quyết lốt thằng vùng Tây Ban Nha là xong. À, thanh niên này lại khôi phục lại được này. Ôi, chết rồi, một thanh niên bị thiến rồi. Có một thanh niên bị thiến. Có đồng cháu cha mình mãi chưa thấy thằng nào khá khá lên này. Mày còn có một hai cái con ngựa mà cứ chạy lông nhông trên đất của anh. Mày cứ chạy lông nhông thế này.
for battle. Ready for orders. I don't care how tired you are. How can I assist you? On behalf of our people, welcome. Xem tình hình mình với Hung Nô nào. Thuyết phục để thằng Hung Nô nó chiến tranh nốt với thằng Sasa. We have need of talk, I'm sure. And also wine. Thôi. Đồng minh với Hung Nô nguy hiểm lắm. No warrior likes standing alone in battle. Should we not watch for each other? Đề nghị từng tí một. Quan trọng nhất là Sassanid. Bao nhiêu cũng bắt vụ này. Vẫn chưa chịu. I greet you in my master's feared name. Hay quá. Giao thương được thêm với một thằng nữa. Mở được thêm một tuyến đường buôn ở đây. Xem mấy thằng châu Phi nó còn thích đánh nhau nữa. Before you say anything. Marcomani tận góc này. Thanh niên này đi bụi đời rồi à? Bị nó đốt nhà thì chẳng đi bụi đời. Rồi thằng Hung Nô bây giờ nó chuẩn bị nó kéo hết quân sang bên kia. Hung Nô nó đốt trụi cả ba vùng này. Lãnh thổ mình bị quây rồi. 48 khu định cư, 48 vùng. Đánh bại 20 phe phái, tại mình đánh bại 19 rồi. Bây giờ mình chỉ cần khôi phục mấy cái vùng đất này lên là xong rồi. Mà mình không thích đánh đất của La Mã. Đánh đất của La Mã lại mất công sửa lâu lắm. Bởi vì là thành của La Mã thì mình phải cải tạo lại công trình nhưng là mất thời gian. Quánh luôn. Chả có quân ở phủ thành. Thế thì mày chết. Bọn nó thành lính vô gia cư rồi. Ready for battle. Nhà thờ lớn à? Chưa nhiều lương thực thế. Mấy thanh niên này thành dân vô gia cư hết rồi. Có hạm đội đóng đây rồi thì ăn làm sao được. Được đấy nhỉ.
đánh chiếm nốt thành này. Thằng Hung Nô nó không chịu chiếm thành này thì bắt đầu mình cho hạm đội xuống chứ nhở, không thủ đây được mà. Vây cả lại. Get the blockade set up. Thirsty for battle. Càng phết đấy. Chưa biết đánh kiểu gì. Fleet ready. Ready for battle. Bỏ đây bỏ chạy à? Mày bỏ chạy này. Starting out. Xảo quyệt có 5 rồi à? Tưởng mày thế nào? Trong thành được có mấy cái thằng phòng thủ này ra rồi. Rồi ôi. À nó có tướng kỵ binh. Thôi được. Tướng kỵ binh thì cho kỵ binh của mình đứng đây phòng thủ. Bảo vệ. Còn lại tất cả anh em xông lên. Ui sao, tưởng gì được thêm mấy thằng kiếm tiếp viện. Không phục vận chiến này. Lên đánh em. Chưa đánh đã thấy chạy loạn xạ hết cả rồi. The enemy draws near. Lạ tướng này. Ai à, nó sốc phát mất nhiều quân hết nhỉ. Sốc phát mất mấy đội Long Bào. Còn chỉ mấy thằng này. Ui gì ăn được. Sử con ngựa của nó. Chết luôn một tiếng. General has fallen. Our victory grows ever nearer.
Chạy tán loạn hết rồi. Giáo binh cũng chạy. Đưa cái binh mình rồi. Lại đi. Xong gì mà nhanh thế. Bị thật mấy thằng này lui lại. Ai bắt chúng mày xông lên nhanh thế không? Trong bộ binh này của nó ngáo à? Thôi, không bắn nữa. Xông vào đây. Ui dồi ôi, chết rồi còn đá cho phát nữa. Ui dồi ôi, nó chặt đầu rồi. Ôi, mà sợ thế nhỉ, mấy thằng Long Ba này nó. Xem nó còn trò gì nữa, nhìn nó ghê lắm. Ui, nó xiên vào rồi, nó còn chém bẫy đầu. Ui dồi, kiếm sang cắm sâu quá và phải rút mãi không ra kìa. Một thằng, à Nhật Khiên đây này. Ui dồi ôi. Ui dồi, giẫm vỡ đầu ạ. Ui dồi, nó xiên vào đầu. Ui dồi ôi. Thôi rồi. Kinh quá, quánh kiểu này. Nó sốc phát chết mất nhiều đội Long Bay của mình quá, bọn kỵ binh của nó. Chắc là hồi hết quân rồi. Hai thằng này lại đánh nhau. Cho chúng mày đánh nhau. Nó toàn thuyền pháo à?
laying siege to their hovels. To battle! Dùng pháo thì nó sẽ nó phải buộc phải leo lên bờ. Let them cower before us. Láo với anh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.